Thưa quý vị, hôm nay thứ Tư, ngày 18 tháng 9 năm 2019. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình thời sự 18 giờ 30 phút tối nay, có những thông tin đáng chú ý sau. Chi trả gần 827 tỷ đồng tiền bồi thường đường vành đai thành phố Tân An. Trẻ quá đội ngũ cán bộ mặt trận ở cơ sở. Tin thế giới, Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ xung đột bạo lực với người Rohingya ở Myanmar. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình thời sự 18 giờ 30 phút tối nay. Mời quý vị bắt đầu theo dõi. Thưa quý vị, dự án đường vành đai thành phố Tân An, tỉnh Long An là một trong ba công trình trọng điểm theo nghị quyết Đại hội 10 Đảng bộ tỉnh. Thế nhưng đến nay, công trình này vẫn dậm chân tại chỗ do gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Đến thời điểm hiện nay, thành phố đã kiểm đếm xong 1.639 hộ đạt tỷ lệ 100%, đồng thời bồi thường hỗ trợ về tái định cư thành phố Tân An, tỉnh Long An, tổ chức chi trả bồi thường tổng số tiền bồi thường cho 1.059 hộ với số tiền gần 827 tỷ đồng. Việc chi tiền bồi thường hỗ trợ khu tái định cư cho người dân nằm trong dự án đường vành đai là nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, mặt trận, các đoàn thể, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền để các hộ dân đồng tình. Đối với những hộ còn lại, các đơn vị có liên quan tiếp tục vận động tạo điều kiện cho việc đẩy nhanh tiến độ đường vành đai thành phố Tân An. Dự án đường vành đai góp phần rất lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dự kiến, đường vành đai sau khi hoàn thành sẽ giảm bớt áp lực trên các tuyến quốc lộ 1, tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Tân An và trục đường Hùng Vương, chuyển hướng lưu thông vận tải ra các vùng ven ngoại thành. Công trình này hoàn thành sẽ giúp chính quyền quản lý tốt về cảnh quan kiến trúc, quy hoạch xây dựng, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Sáng ngày 17 tháng 9 năm 2019, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bá Luân cùng đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Tân Trụ nhằm bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý lĩnh vực thông tin truyền thông thời gian qua. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Trịnh Phước Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn huyện. Trong thời gian qua, huyện Tân Trụ đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Công tác quản lý an toàn thông tin được thực hiện tốt. Ủy ban Nhân dân huyện thường xuyên tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn thông tin cho lãnh đạo và công chức phụ trách. Trong tháng 8 năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã thị trấn thực hiện chữ ký số để giải quyết công việc kịp thời. Huyện Tân Trụ có 11 đài xã, 29 trạm truyền thanh ấp được phân bố tại các địa bàn dân cư, đảm bảo tuyên truyền đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến mọi người dân. Trên lĩnh vực bưu chính, viễn thông, Internet, toàn huyện có 11 bưu điện văn hóa, 3 doanh nghiệp kinh doanh viễn thông, 14 đại lý Internet cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử. Thời gian qua, các cơ sở kinh doanh đảm bảo theo quy định. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Nguyễn Bá Luân đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện cần quán triệt sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công nghệ thông tin và lĩnh vực thông tin truyền thông nói chung. Công tác quản lý an ninh mạng và an toàn thông tin môi trường mạng phải đặt lên hàng đầu. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác quản lý công nghệ thông tin, có giải pháp nâng cao năng lực và bản lĩnh của người phát ngôn tại cơ quan hành chính nhằm định hướng đúng cho báo chí và dư luận. Ủy ban Nhân dân huyện Bến Lức vừa phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền phổ biến kiến thức an toàn thông tin cho cán bộ công chức viên chức cấp huyện xã năm 2019. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe Thạc sĩ Đỗ Hải, giảng viên trường An ninh mạng iSpace thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu tình hình an toàn thông tin mạng tại Việt Nam và trên thế giới, những chiêu thức để lấy trộm tài khoản người dùng, các lỗ hổng an ninh mạng, các khái niệm về virus và những dạng virus thường gặp, phương thức hoạt động và cách thức lây nhiễm virus. Đặc biệt, học viên được giới thiệu về cách thức bảo vệ thiết bị điện thoại di động, máy tính, máy chủ và máy trạm tại đơn vị, hướng dẫn xử lý khi máy tính nhiễm virus, hướng dẫn cách đặt và sử dụng mật khẩu an toàn. Ngoài ra, các học viên còn được truyền đạt hướng dẫn về cách ngăn ngừa rò rỉ thông tin trên mạng xã hội, các hình thức tấn công của tin tặc và những lưu ý để phòng tránh, demo tấn công gây mất an ninh trật tự trên thiết bị di động, các giải pháp triển khai đảm bảo an toàn thông tin mạng. Thưa quý vị, được tỉnh hỗ trợ kinh phí 7,4 tỷ đồng, huyện Cần Đước tiến hành đầu tư 14 công trình điện hạ thế cho các xã trồng rau trọng điểm của huyện như Long Khê, Phước Dân, Long Trạch, Long Quà. Hiện nay, các công trình kéo đường dây trung thế và lắp bình hạ thế đã được thi công hoàn thành. Nông dân đang tập trung xây dựng hệ thống mạng lưới điện, kéo dây đến khu vực sản xuất phục vụ việc trồng rau công nghệ cao.
Đây là điều kiện thuận lợi để nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là thực hiện hệ thống tưới tiết kiệm, nhà lưới, áp dụng các quy trình sử dụng phân chi sinh thay cho hóa học, nâng cao chất lượng sản phẩm chủ lực của địa phương, từng bước thực hiện chương trình sản xuất nông nghiệp an toàn, chất lượng cao và bền vững. Tại trạm y tế xã Hưng Hà, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Hưng tổ chức đoàn đến khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các hộ Việt kiều di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam đang sinh sống trên địa bàn huyện Tân Hưng. Tại đây, 109 hộ Việt kiều di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam đang sinh sống trên địa bàn xã Hưng Hà, Hưng Điền B và Thạnh Hưng đã được các y bác sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tiến hành tư vấn đo huyết áp, khám chẩn đoán sàng lọc một số loại bệnh. Sau khi được thăm khám, các hộ Việt kiều còn được đoàn cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn cách chăm sóc điều trị hợp lý để bảo vệ sức khỏe của bản thân được tốt hơn. Ngoài ra, đoàn còn trao tặng 109 phần quà cho 109 hộ Việt kiều trên địa bàn các xã nêu trên, gồm 10kg gạo, 1 thùng mì tôm cùng quần áo và các nhu yếu phẩm khác. Tổng trị giá mỗi suất khám bệnh và phần quà trên một hộ là 600.000 đồng. Tổng giá trị của đợt khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà lần này là trên 65 triệu đồng. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ một phần, số còn lại trích từ nguồn kinh phí của đơn vị tài trợ. Để góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển và cải thiện đời sống cho người dân nông thôn, thời gian qua, Agribank chi nhánh huyện Cần Giuộc đã đầu tư vốn mạnh vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, từ nguồn vốn vay của ngân hàng mà nhiều gia đình vượt qua khó khăn vươn lên làm giàu. Tính đến tháng 8 năm 2019, Agribank chi nhánh huyện Cần Giuộc cho hơn 6.500 khách hàng vay với tổng dư nợ hơn 770 tỷ đồng, trong đó đầu tư cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn hơn 400 tỷ đồng. Thông qua việc cung ứng nguồn vốn kịp thời, ngân hàng đã tích cực hỗ trợ các hộ gia đình mở rộng quy mô sản xuất, tăng thu nhập. Gia đình tôi là sống về việc chăn nuôi và trồng hoa màu. Nhưng nay tôi vay vốn bên ngân hàng nông nghiệp với số tiền là 60 triệu để về mở rộng cái phạm vi chăn nuôi và trồng trọt. Có số vốn đó tôi đầu tư vào trong chăn nuôi và trồng trọt thì nó đạt hiệu quả cao hơn. Thì tôi mong muốn là bên ngân hàng nó đầu tư cho nông dân nhiều hơn, rằng là với số vốn nhiều hơn nữa, rằng mình mở rộng thêm nữa cũng càng tốt. Ngoài ra, nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, đáp ứng kịp thời các nhu cầu tiêu dùng, phục vụ nâng cao đời sống chính đáng, hợp pháp của người dân, góp phần hạn chế ảnh hưởng của tín dụng đen. Trong năm 2019, Agribank chi nhánh huyện Cần Giuộc tiếp tục ưu tiên nguồn vốn vay đáp ứng các mục đích tiêu dùng của cá nhân, hộ sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nông dân Vĩnh Hưng rất vui mừng khi nước lũ đã bắt đầu đổ về. Lũ về kéo theo nhiều nguồn lợi thủy sản và nguồn phù sa phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nông dân. Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay tại khu vực chợ Bào Sậy, huyện Vĩnh Hưng, nguồn cá được bà con buôn bán tương đối dồi dào. Các loại cá được bán nhiều như cá lăn, cá chốt, cá mè dinh và một số loại cá khác. Trong đó có cá linh được bà con bày bán cũng tương đối nhiều, nhưng giá bán tương đối cao. Với giá cá linh hiện nay là 200.000 đồng một ký, cao hơn các loại cá khác nhiều. Tuy giá có cao nhưng vẫn được bà con ưa chuộng mua nhiều. Mỗi năm là đầu tháng 7 là có cá linh rồi, nhưng mà năm nay tự nhiên nước lên rễ. Nay là giữa tháng 8 mới được có cá linh nè. Nước hơi về rễ, có cá linh rễ. Đầu mùa thì giá cũng tương đối hơn đó. Nhưng mà vì nó ngon, vì chúng ta mua ít chút xíu. Để thỏa mãn cái ăn cá linh mùa nước lũ. Lũ về giúp cho người dân làm nghề đánh bắt cá vui mừng vì nó giúp cho bà con có thêm nguồn thu nhập trong lúc nhàn rỗi ở mùa nước lũ. Người làm nông có thêm nguồn lượng phù sa, phong phú phục vụ trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, nước lũ còn tiêu diệt được các loại sâu rầy gây hại trên đồng ruộng, diệt được ruồi chuột, bọ cắn phá gây hại cho nhà nông. Hàng năm vào dịp đầu tháng 7 âm lịch là người dân ở vùng Đồng Tháp 10 luôn chuẩn bị tư thế sẵn sàng đón lũ. Đây là nguồn lợi phong phú của bà con nơi đây được thiên nhiên ban tặng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành một phong trào lớn có sức lan tỏa mạnh mẽ trong khắp các tầng lớp xã hội, nhất là đối với lực lượng đoàn viên thanh niên. Bằng những việc làm thiết thực, chi đoàn dân quân cơ động xã Thành Quà, huyện Bến Lức đã duy trì mô hình hũ gạo thanh niên trong suốt nhiều năm qua.
Đây là một buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi đoàn dân quân cơ động. Ngoài việc triển khai các văn bản mới hay triển khai các chương trình an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng lối sống đẹp trong thanh niên, 18 đoàn viên trong chi đoàn còn đóng góp 10.000 đồng một người cho mô hình hũ gạo thanh niên để hỗ trợ cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn có nguy cơ bỏ học, mỗi em là 10kg gạo một tháng. Hàng tháng thì chi đoàn cũng đến nhà để thăm hỏi các em và cũng như tặng quà các em, động viên các em đến trường để các em có thể tiếp tục đến trường và học tập tốt hơn. Thì chi đoàn cũng thường xuyên thực hiện các chương trình gây quỹ để mà hỗ trợ thêm cho các em. Trong hướng tới thì mình chi đoàn cũng đã cố gắng thì vận động các bạn đoàn viên thanh niên trong chi đoàn thì sẽ tăng cái mức đóng lên là 20.000 đồng. Có cái nguồn kinh phí nhiều hơn thì sẽ cố gắng nhân rộng thêm và cũng như là nhờ trường để xét thêm một số em nữa để kịp thời hỗ trợ cho các em để các em có thể yên tâm cấp sách đến trường. Mô hình hũ gạo thanh niên được phát động từ năm 2014, nhưng đến năm 2016 mới hoạt động thực sự hiệu quả. Đến nay đã có trên 10 học sinh được hỗ trợ xuyên suốt hàng tháng từ mô hình này. Thì đảng ủy xã có rất là nhiều mô hình, nhưng đối với cái mô hình hũ gạo thanh niên của chi đoàn dân quân cơ động xã là cái mô hình đã được huyện ủy chọn và nhân rộng trên toàn địa bàn của huyện. Thì cái giá trị thì không lớn nhưng mà ý nghĩa là cầu nối giữa đảng chính quyền với những cái hoàn cảnh khó khăn rất là lớn. Đối với cái mô hình này đó thì vừa thực hiện theo cái chỉ thị 05, vừa thực hiện theo cái nghị quyết của đảng ủy là xây dựng cái xã hội học tập suốt đời. Thật vậy, làm theo lời Bác không phải là lời nói suông mà bằng hành động cụ thể. Ngoài việc nhân rộng ở huyện Bến Lức, mô hình hũ gạo thanh niên cần được nhân rộng ra các địa phương khác trong tỉnh thời gian tới. Xưa nay, cán bộ mặt trận phần lớn là cao tuổi, sau khi nghỉ hưu mới tham gia công tác. Điều này đang được khắc phục trong nhiệm kỳ mới, bởi việc trẻ hóa đội ngũ đã được triển khai đồng bộ ở mặt trận tổ quốc các cấp. Trẻ hóa cán bộ, nâng cao chất lượng nhân sự, Đại hội Mặt trận Tổ quốc là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng hoạt động trong công tác mặt trận. Nhân sự có sự kế thừa và phát huy sẽ mang lại những hiệu quả tốt hơn cho công tác này. 2/3 cán bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội là đội ngũ trẻ, cán bộ trẻ nhất 28 tuổi. Tuy các công việc liên quan tới mặt trận đòi hỏi người có nhiều kinh nghiệm, nhưng bằng tinh thần học hỏi và cầu thị, nhiều cán bộ trẻ đã nhanh chóng tiếp cận công việc, có được sự tin tưởng, ủng hộ của người dân. Con đường qua này dài hơn 1.700 mét của xã Kim Lan. Qua công tác vận động của mặt trận đã được hoàn thành trong thời gian ngắn. Đây cũng là công trình hướng tới chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp. Chúng tôi triển khai bây giờ nhanh lắm, các nhiệm vụ là triển khai trong rất nhanh và các đồng chí trong thời gian cũng rất là nhanh. Cái phải nói là cái việc mà hầu như là các đồng chí đều là đảng viên trẻ ở các chi bộ. Chú trọng đến công tác nhân sự, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Lâm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, trong đó đưa về cơ sở cấp xã, phường, thị trấn lực lượng cán bộ trẻ, vừa tạo điều kiện trau dồi năng lực, tích lũy kinh nghiệm, vừa phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của tuổi trẻ trong công tác mặt trận. Tôi là chủ tịch thì sinh năm 80, các đồng chí phó chủ tịch, ủy viên thường trực thì đều là những người sinh năm sau 80 và có hai đồng chí là thạc sĩ và tất cả đều có trình độ cao đẳng đại học. Thì đặc biệt là các đồng chí rất là giỏi về công nghệ thông tin và trực tiếp thường xuyên gắn bó với nhân dân, trẻ có điều kiện rèn luyện, có điều kiện gắn bó với nhân dân, có trình độ năng lực rất cao. Trẻ hóa đội ngũ cán bộ thì mặt trận tổ quốc của chúng tôi thì về chủ tịch thì trẻ nhất của huyện là sinh năm 1983 và phó chủ tịch mặt trận trẻ nhất là sinh năm 1992. Và cũng thực hiện chương trình mục tiêu của mặt trận thành phố chỉ đạo là 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp. Thì trong nhiệm kỳ tới thì đặc biệt là cái công nghệ hóa về cái 4.0 thì tôi nghĩ rằng là rất là cần những cán bộ mặt trận trẻ. Tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 được tổ chức ở 63 trên 63 tỉnh thành phố, việc lựa chọn nhân sự theo các tiêu chí về độ tuổi, trình độ học vấn tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã được tính đến. Trong tổng số 1.300 đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, các đại biểu trẻ tăng hơn so với Đại hội 8. Cụ thể, độ tuổi từ 31 đến 40 chiếm tỷ lệ 12,31%, đại biểu từ 51 đến 60 tuổi chiếm tỷ lệ 29,43%, độ tuổi từ 61 trở lên có tỷ lệ thấp hơn so với các đại hội trước.
đội ngũ cán bộ mặt trận theo độ tuổi có sự kế thừa, cán bộ lớn tuổi bằng uy tín sẽ huy động được sức dân, còn đối với cán bộ trẻ sẽ giúp cho hoạt động của mặt trận ngày càng đổi mới, sáng tạo. Mặt trận hiện nay là tinh gọn bộ máy, tinh gọn biên chế, thực hiện theo nghị quyết 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương. Thì tới đây cán bộ mặt trận phải ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực công tác của mình. Để có được phương pháp vận động tập hợp được khối đại đoàn kết toàn dân ở từng địa bàn, trường hợp cụ thể là điều không dễ, nhất là đối với cán bộ trẻ. Vì vậy, bên cạnh sự tâm huyết trách nhiệm với công tác mặt trận, đòi hỏi mỗi cán bộ trẻ phải chủ động bám sát tình hình cơ sở, học hỏi kinh nghiệm, qua đó rút ra cho mình được những kỹ năng áp dụng thực tiễn để có được sự đồng thuận trong nhân dân đối với công tác mặt trận.